Mơ thấy cô dâu mang điểm báo may mắn hay xui xẻo? Giấc mơ thấy cô dâu mang ý nghĩa gì? Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ thấy cô dâu và cùng xem những hình ảnh liên quan đến cô dâu ẩn chứa số may mắn nào nhé. Nằm mơ thấy cô dâu mặc váy trắng. Khi bạn nằm mơ thấy cô dâu mặc váy trắng, điều này cho biết sắp tới sẽ có nhiều chuyện thị phi đến với cuộc sống của bạn, vì thế bạn cần lưu ý cẩn trọng hơn. Bên cạnh đó, giấc mơ này cho biết người bạn của bạn đang cố gắng che giấu điều gì đó sợ bạn phát hiện. Nằm mơ thấy cô dâu mặc váy trắng đánh số 99 đến 13. Ngủ mơ thấy cô dâu trong đám cưới. Khi bạn mơ thấy hình ảnh cô dâu trong đám cưới, điều này cho biết cuộc sống của bạn sắp bước sang một trang mới và có thể nó sẽ khiến cho bạn vất vả hơn rất nhiều đó. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng nhé, vì không có thành công nào không phải trải qua khó khăn vất vả. Ngủ mơ thấy cô dâu trong đám cưới phang con, 38 đến 83, chiêm bao thấy cô dâu đang khóc. Nếu bạn mơ thấy cô dâu đang khóc, buồn bã hoặc trong tình trạng tồi tệ, ăn mặc rách rưới, hãy cẩn thận. Đây là điểm báo mang ý nghĩa tiêu cực, cho thấy rằng một sự thất vọng tất đã xảy ra trong cuộc sống của bạn. Điều đó đã làm bạn rất chán nản, mệt mỏi. Chiêm bao thấy cô dâu đang khóc đánh số 87, mộng thấy mình ôm cô dâu, giấc mơ thấy mình đang ôm cô dâu. Điều này cho biết cơ hội để bạn đổi đời đã đến. Không lâu nữa bạn sẽ nhận được dự án lớn, và khi được hoàn thành chắc chắn nó sẽ giúp bạn thu về số tiền không nhỏ đâu. Mộng thấy mình ôm cô dâu đánh số lô 4405, nằm mơ thấy cô dâu chết, giấc mơ thấy cô dâu chết mang ý nghĩa không may mắn liên quan đến chuyện tình cảm của bạn. Thời gian này mối quan hệ của cả hai đang ngày càng tồi tệ hơn rất nhiều, vì thế nếu bạn muốn níu giữ chuyện tình cảm này thì hãy bình tĩnh suy nghĩ để nghĩ ra phương án giải quyết tốt. Nằm mơ thấy cô dâu chết đánh đề con, 3304, ngủ mơ thấy cô dâu có bầu, giấc mơ thấy cô dâu có bầu mang đến điểm báo may mắn cho bạn, cho biết cuộc sống của gia đình bạn đang rất hạnh phúc và cả công việc thời gian này cũng khá thuận lợi. Nếu bạn muốn đầu tư làm ăn thì có thể thử, nhưng cần cẩn trọng nhé. Ngủ mơ thấy cô dâu có bầu phang số 37 đến 84, chiêm bao thấy bạn thân làm cô dâu. Khi bạn mơ thấy bạn thân mình làm cô dâu, điều này cho biết bạn sắp được thừa hưởng số tiền rất lớn từ người thân trong nhà. Đây chính là điều tuyệt vời đối với bạn, nhưng bạn không được vì thế mà từ bỏ mơ ước của mình đâu nhé. Chiêm bao thấy bạn thân làm cô dâu đánh số 54, mơ thấy cô dâu đang chạy trốn, giấc mơ thấy cô dâu đang chạy trốn. Điều này cho biết bạn chưa thật sự sẵn sàng để có thể đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống của mình. Chính vì thế bạn đang khá hoang mang, lo sợ và chưa có hướng đi nào cụ thể. Mơ thấy cô dâu đang chạy trốn đánh đề con, 49 đến 85, mơ thấy cô dâu trong nhà mình. Giấc mơ này cho biết sắp có tin vui trong nhà bạn đó. Mơ thấy cô dâu đang ngủ, giấc mơ này cho thấy bạn đang khá thất vọng về một người nào đó. Mơ thấy cô dâu mặc váy rách, chiêm bao này khuyên bạn nên xem xét lại chuyện tình cảm của bạn. Mơ thấy cô dâu không mặc đồ, giấc mơ này cho biết bạn đang khá ngại ngùng khi đứng trước người nào đó. Mơ thấy cô dâu mặc váy màu đỏ, giấc mơ này cho biết người bạn đời của bạn đang có ai đó bên ngoài. Mơ thấy nhiều cô dâu, giấc mơ này cho biết bạn đang đứng giữa nhiều sự lựa chọn và không biết nên đi theo hướng nào. Mơ thấy trang điểm cho cô dâu, giấc mơ này khuyên bạn nên chú ý đến vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Mơ thấy không rõ mặt cô dâu, giấc mơ này cho biết nửa kia của bạn chưa xuất hiện đâu. Hãy chờ đợi thêm nhé.